Ở video này chúng tôi sẽ đi so sánh độ rung lắc cũng như là độ ồn của hai chiếc máy giặt đến từ thương hiệu LG. Ở LG thì là model 9 cân với tên gọi là FV1409S4WK màu trắng. Còn ở Electrolux là EWF9024P5WB cũng là màu trắng. Hai model này thì là hai model bán chạy nhất của cả hai thương hiệu. Tôi sẽ để trên cùng một mặt phẳng và tôi đã cân chỉnh nó rất là chắc chắn rồi. Và bây giờ tôi sẽ thực hiện thao tác là bật máy, bật ở chế độ Watt. Cả hai máy thì tôi sẽ cùng bật ở chế độ Watt là 1200 vòng 1 phút. Chiếc máy này thì có tốc độ Watt tối đa là 1400 vòng, nhưng tuy nhiên là tôi để ở 1200 vòng. Còn chiếc máy Electrolux này, thì tốc độ Watt tối đa của nó là 1200 vòng 1 phút. Thì tôi không cần phải cân chỉnh gì nữa, chỉ cần bật máy quay về chế độ Watt. Quay về chế độ Watt, sau đó là khởi động. Cả hai chiếc máy đều đang được khởi động chế độ Watt và ở tốc độ là 1200 vòng Watt. Máy LG thì sử dụng công nghệ dẫn động trực tiếp. Nhiều người sẽ nói rằng là công nghệ dẫn động trực tiếp thì motor nó giảm tiếng ồn hơn, giảm rung hơn so với cả công nghệ dẫn động gián tiếp dây cua của Electrolux. Ở video này thì các bạn sẽ có cái nhìn trực quan hơn. Tôi sẽ làm và sẽ có một cái thiết bị để đo độ rung lắc để các bạn có thể có cái nhìn trực quan nhất, và các bạn sẽ lựa chọn những cái sản phẩm để phục vụ cho việc giặt giũ của gia đình mình. Video này thì chúng tôi sẽ làm từ đầu đến cuối và không hề cắt ghép, nên nó sẽ có những cái đoạn mà đi qua đi lại hoặc là quay từ đằng trước ra đằng sau, hoặc là vẫn sẽ quay được những cái thiết bị hoặc máy móc mà chúng tôi đang sử dụng, âm thanh hoặc ánh sáng gì đó thì các bạn cũng thông cảm, bởi vì nó là cái video mà trực quan nhất, cụ thể nhất để các bạn có thể lựa chọn. Và chúng tôi cũng có những tư liệu để tư vấn cho những khách hàng của mình. Còn lại thì quyết định mua sắm những sản phẩm nào, thương hiệu nào mà bạn cảm thấy yêu thích thì đó là lựa chọn của bạn. Ban đầu thì cả hai máy này nó đang thực hiện cái thao tác là rũ quần áo. Sau khi mà giặt xong thì quần áo sẽ bị xoắn rối vào nhau. Thì cả hai máy đang khởi động là rũ quần áo ra, tan ra. Sau đó thì mới thực hiện thao tác vắt. Nó sẽ tăng tua sau. Ở máy LG thì nó sẽ tăng tua vào phút thứ 4, thứ 5. Còn ở máy Electrolux thì nó sẽ tăng tua vào phút thứ 5, thứ 6. Máy Electrolux thì nó sẽ thực hiện cái thao tác mà rũ quần áo nó sẽ dài hơn, khoảng từ 1 phút đến 1 phút rưỡi so với máy LG. Hiện tại là máy LG cũng chưa tăng tua hết cỡ đâu, nhưng các bạn cũng có thể nhìn thấy vào cái độ rung lắc là nhìn vào lồng máy và nhìn vào cái lò xo treo lồng, bạn nhìn thấy có rung hay không, và độ ồn khi chưa tăng tua nó cũng khá là ồn đấy. Với máy LG tăng tua trước nên là tôi sẽ để, đây là một chiếc điện thoại iPhone thông thường thôi, mà tôi cài đặt cái tính năng gọi là tính năng đo cái độ rung lắc của những cái thiết bị.
Đây, lúc này máy LG đang tăng tua này. Anh có thể để sát vào. Em chụp màn hình tăng tua nhất mà anh cứ để sát vào máy thì nó vẫn sẽ chạy, vẫn sẽ đo. Con số nó bắt đầu lên, con số ở đây là cái đường nó chạy. Đây. Này nó còn lên cao hơn. Bây giờ tôi sẽ chuyển cùng một thiết bị nhé, bởi vì tôi muốn đo cùng một thiết bị. Lúc này thì máy Electrolux đã tăng tua rồi, tôi cũng để đúng vào cái vị trí đó. Đó, tôi cũng đã để đúng cùng vào một vị trí đó. Thì các bạn nhìn vào hai chiếc máy thì con cũng biết là máy giặt LG ấy, thì nó không có cái đối trọng cục bê tông ở phía trên này. Chính vì vậy là các bạn có thể nhìn, anh em có thể chọn một góc quay nào đó mà chéo chéo một chút để mọi người có thể nhìn thấy cái độ rung lắc của cái này so với một cái đứng im, so với một cái đứng im. Độ rung lắc cái này so với một cái đứng im. Phép chụp lại màn hình khi mà nó đang tăng tua cao nhất nhé. Tôi lại chuyển thiết bị đo sang máy LG. Ôi, rơi mất máy. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy. Tôi sử dụng trên cùng một thiết bị đo chứ tôi không sử dụng trên hai thiết bị đo. Các bạn nhìn tinh cũng có thể nhận ra là cái đối trọng của máy LG nó đã được bớt đi một cục bê tông. À, thay vì không phải bớt đi mà vấn đề là hãng LG họ không bố trí một cục bê tông đối trọng ở trên nóc giống như máy Electrolux. Đó, các bạn có thể nhìn vào video là các bạn cũng đã biết rồi là máy nào rung lắc hơn. Chuyển sang máy Electrolux, tôi cứ chuyển qua chuyển lại, cả hai máy đều đang hoạt động. Thì các bạn biết đấy, bạn phân biệt được là máy Electrolux có một cục bê tông này nặng khoảng 10 cân ở phía trên của lồng để có, đây là cục bê tông đối trọng để giảm rung. Thì có thể hơi dài nhưng các bạn xem đến phút thứ 6, thứ 7 là các bạn sẽ đã nhận ra được là máy nào nó sẽ rung hơn máy nào. Máy này là công nghệ sử dụng trực tiếp. Khi khởi động mà máy các bạn nhìn ấy, thì bánh đà và cái motor nó bắt đầu quay ấy, thì thậm chí cái lồng giặt nó còn giật lên. Ok, máy Electrolux đã kết thúc chu trình tắt. Khi bắt đầu cài đặt thì các bạn thấy là máy Electrolux nó sẽ bắt trong vòng 10 phút, của máy LG nó bắt 11 phút. Chính vì vậy là máy LG nó sẽ bắt lâu hơn một chút. Ở giữa video vừa rồi thì tôi cũng đã chụp lại hai máy hoạt động. Đây là độ rung lắc, độ kiểm tra độ rung lắc của máy LG.
Còn đây là của máy Electrolux. Các bạn nhìn thấy rất là hay.